Chào các bạn và các em. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập 50 câu hỏi trắc nghiệm, chủ yếu là về ngữ pháp và từ vựng. Thì bây giờ các bạn xem qua cái đề nha, các bạn đọc đề một chút và thầy sẽ hướng dẫn chi tiết luôn nha. Đấy, bây giờ nhìn vào cái câu số 1 này nha. Vào câu số 1 thì ta thấy là gì nhỉ? Đây là một cái câu ở cái dạng câu tường thuật đúng không? Câu trực tiếp gián tiếp. Thì cái nguyên tắc của cái câu này là khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp thì chúng ta sẽ phải lùi thề the teacher said that we hashed on our pronunciation. Thì chúng ta thấy là cái đáp án A, B chắc chắn là bị loại đúng không? Ta xem cái đáp án C và D này. Thì chúng ta thấy là D cũng bị loại. Vì sao? Vì ở đây chúng ta thấy là nó có thì hiện tại hoàn thành, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang thì nó phải chuyển sang quá khứ hoàn thành đúng không? Cho nên ở đây đáp án chúng ta sử dụng là đáp án C. Tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng cái câu số 2 này. Thì chúng ta sử dụng cái đáp án nào? Thì ở đây chúng ta để ý này, the train couldn't run fast, đúng không? Con tàu không thể chạy nhanh được bởi vì thì chúng ta thấy này, cái từ because và because of, đúng không ạ? Thì chúng ta để ý cho thầy nha, cái từ because này, sorry, thì nó sẽ cộng với một cái mệnh đề. Còn cái từ because thì nó cộng với một danh từ hoặc là một cụm danh từ vân vân. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy cái từ snow này nó chỉ là một danh từ thôi đúng không ạ? Thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sử dụng đáp án C. Ok. Tiếp theo này. Đến cái câu số 3. Ta để ý chúng ta thấy nha, ở đây nó có cái động từ let này. Động từ let này. Cái động từ let, let the children, đúng không? Thì chúng ta để ý chúng ta nhớ lại là cái từ let này nó có hai cấu trúc nhá. Cấu trúc thứ nhất này. À sorry, cái từ cho phép nhé, nó có hai cấu trúc. Cấu trúc thứ nhất là let somebody do và cái cấu trúc thứ hai là allows. Somebody to do something. Như vậy là ở đây thầy nhắc lại hai cái cấu trúc này cho các bạn luôn nha. Đó, thì các bạn lưu ý này. Thì ở đây chúng ta thấy là đối động từ let thì chúng ta dùng động từ nguyên thể nha. Thì ở đây chúng ta dùng đáp án play, đáp án A nha. Ok. Câu tiếp theo là which song do they often sing us? Đây, chúng ta để ý là chúng ta phải chọn một cái giới từ. Một cái giới từ vào đây. Như vậy là vào cái ngày nào đó, đúng không? Thì chúng ta rất dễ rồi, chúng ta dùng cái giới từ on. Ở các cái ngày trong tuần, các cái ngày lễ thì chúng ta dùng giới từ on. Câu tiếp theo này. Chúng ta để ý nha. Ở đây chúng ta đã điền một tính từ đúng không? Tính từ thì nó có hai cái từ có đuôi ly bị loại nha. Vì hai cái từ có đuôi ly này nó là trạng từ happily và unhappily, trạng từ. Chỉ còn đáp án A và B. Thế thì bây giờ chúng ta để ý là because of her bad results. Cô ấy như thế nào mà lại bởi vì cái kết quả kém đúng không? Thì chắc chắn phải là unhappy. Ok, đáp án B. Cái tiếp theo. Câu số 6.
Ta để ý cho thầy nha. Cái câu số 6 này, she has provided a picnic lunch for us, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ phải điền vào đây là cái từ, đây là động từ này, thì chúng ta phải điền vào đây một trạng từ, đúng không? Ta phải điền vào một trạng từ. Như vậy ở đây chúng ta dùng cái từ kindly. Ok. Câu số 7. Câu số 7 này. We the car if it is expensive. Chúng tôi mua cái xe hơi nếu như nó không đắt, đúng không? Đó, như vậy ta để ý này, ta để ý cho thầy câu này là câu điều kiện nha. Câu điều kiện và ta nhớ là câu điều kiện thì cái chỗ này là hiện tại này, cái động từ ở cái mệnh đề điều kiện là hiện tại nha. Thì câu này là câu điều kiện loại mấy nhỉ? Chúng tôi sẽ mua cái xe này nếu nó đắt. Sẽ không, đúng không? Như vậy ở đây câu điều kiện loại 1, đáp án của câu này sẽ là phải sử dụng cái này. Đáp án B, đúng không? Đó. Này, ta nhắc lại cái câu điều kiện loại 1 một chút nhé. Đây, câu điều kiện loại 1 này. Cái này tên là sorry, cái này là ở mệnh đề chính. Cái này là mệnh đề chính nha. Cái này có mệnh đề chính này. Đó, mệnh đề chính, còn mệnh đề điều kiện của nó là hiện tại đơn này. Động từ hiện tại đơn nhé. Như vậy thì đây là cái cấu trúc của câu điều kiện loại 1 này. Đó. Tiếp theo câu số 8 cũng là một câu điều kiện, đúng không ạ? Câu điều kiện này. If he is careful, he gets marked. Nếu cậu ấy cẩn thận thì cậu ấy sẽ nhận được, sẽ có điểm tốt rồi, đúng không? Thì câu số 8 chúng ta dùng đáp án nào nhỉ? Đây, thầy vừa nói ở trên xong, đúng không? Câu số 9, Is he really that you can't come there? Chúng ta thấy là ở đây chúng ta cần phải điền vào đây một tính từ này. Thế thì trong các cái từ này thì chúng ta thấy là chúng ta để ý đến hai cái tính từ phía sau này nhá. Tính từ đuôi in và tính từ đuôi ed. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tính từ đuôi ed. Đấy. Dễ nhớ nhất là chúng ta nhớ là trong một số loại, trong một số cấu tạo thì nó có cái loại tính từ mà nó thêm đuôi in hoặc đuôi ed. Thì chúng ta nhớ là nếu như cái chủ ngữ này này nó là con người này thì thông thường là chúng ta dùng cái tính từ đuôi ed. Câu 10. I think most children are creative enough to write. Đúng không? Đây là động từ nha, và chỗ này là cái danh từ này. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng vào đây là một tính từ này. Thì tính từ chúng ta nhớ lưu ý cho thầy là đuôi ly là đuôi của trạng từ nha. Đuôi ti là đuôi của danh từ này. Đuôi if là đuôi của động từ này. Như vậy đáp án của câu này là đáp án A, đuôi pro là đuôi của tính từ nha. Câu 11. It is necessary for it. Cần thiết, đúng không? Thì chúng ta nhớ là ở đây nó có một cái mà chúng ta lại nhớ này, chủ ngữ này cộng với to be nha. Cộng với một tính từ, nó có thể có những từ gì đằng trước kệ nó nha, nhưng chúng ta sẽ tính từ. Thì đằng sau này chúng ta sẽ đi với một, nếu có động từ nhé thì nó sẽ là to verb. Ok. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta nhớ được cái công thức này rồi thì chúng ta biết nó là đáp án nào rồi, đúng không ạ?
Đáp án của nó là đáp án C. They made their living by. Đây. Cái này thì nếu như mà bạn nào mà để ý cho thì thầy đã nói ở thầy đã các cái lớp khác dạy thì thầy cũng đã nói rất nhiều này. Khi mà chúng ta nhìn xuống các bốn cái đáp án này này đều là bốn động từ nhé. Bốn động từ. Nó chuyển đến các dạng khác nhau đúng không ạ? Mà chúng ta để ý thấy đằng trước này nó có một giới từ này. Đó, cái giới từ bài đó nha. Thì sau một giới từ thì luôn luôn nó phải có một cái động từ ở dạng verb in đúng không ạ? Rất là dễ, câu này rất là dễ. Câu 13 ta để ý chúng ta thấy xuất hiện động từ suppress. Đó, sau suppress là verb in. Nhớ cho thầy là sau suppress là verb in. Câu 14. I have sent you a lot of letter, but you have never been. Thì cái câu số 14 này này thì chúng ta thấy là chúng ta phải dùng vào đây là một tính từ nhé. Đây, chúng ta phải dùng một tính từ và cái đuôi e siver này này, cái đuôi sif này là ta gọi là đuôi siver, ta đọc theo kiểu tiếng Việt, đuôi sif. Đây là cái đuôi của tính từ này. Còn lúc nãy thầy nói rồi đúng không? Cái đuôi ly là đuôi trạng từ này. Đấy, động từ vân vân, danh từ. The cost of. The cost of. Thì đây là cái dạng từ của động từ leave. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy chúng ta phải sử dụng đáp án nào nhỉ? 10 14 10 15. Đây. Up này, đúng không? Đáp án verb in. Câu 16, the next step in the development of television is. Câu này chúng ta cũng dùng một tính từ. Câu 16 ta cũng dùng một tính từ và tính từ của nó chính là cái đáp án này này. Đuôi tiff là đuôi của tính từ nhé. Đuôi sừng là đuôi của danh từ này, đuôi ly là đuôi trạng từ này, cái này là động từ này. Câu 17 này, by learning English you can get access to the world. Đây là sở hữu cách này, để ý nhé, sở hữu cách. Thì sau cái sở hữu cách này chắc chắn chúng ta cần phải điền vào đây là một danh từ nhé. Thì trong các cái từ này cái đuôi mình là đuôi của danh từ nhé. Ok, bạn để ý cho thầy. Trước ở cái một cái clip trước thầy cũng đã có hướng dẫn là cái đuôi của danh từ, động từ, tính từ và trạng từ rồi nhé. Câu số 18, hurry all you want the last bus. Bắt xe đón xe đúng không ạ? Chúng ta có nhớ động từ nào không nhỉ? Câu 18. Rồi, chúng ta dùng cái động từ này. Chúng ta đón một chuyến xe, một chuyến tàu nào đó thì chúng ta dùng động từ catch. He can swim and cậu ấy có thể bơi và tôi cũng có thể. Thì chúng ta dùng đáp án nào nhỉ? Nào. Chúng ta dùng đáp án này đúng không? So can I. Câu 20 này, let's wait the rainstorm. Hãy đợi cho đến khi trời dừng mưa. Ok, until. Câu 21. This you will see my school on the left. Nghĩa là đi theo cái đường này và bạn sẽ nhìn thấy cái ngôi trường của tôi nó nằm ở phía bên bên trái. Thì câu số 21 chúng ta dùng động từ take. Câu 22, what have a fashion designer to modernize the outside? Những cái nhà tạo mẫu họ đã làm gì để cải tiến cái mẫu áo dài?
Thì ở đây chúng ta sẽ dùng đáp án nào nhỉ? Câu 22. Đây chúng ta để ý này. Ở đây là thì hiện tại hoàn thành đúng không? Nó có cái từ have đằng trước câu hỏi này. Đây chúng ta dùng đáp án done. À, ta để ý một chút nha. Đây, đây câu hỏi của thì hiện tại hoàn thành. Động từ phải là động từ phân từ 2 này. Câu 23. The national dress of Japanese woman is. Câu này thì dễ rồi đúng không? Cái áo dài truyền thống của Nhật người Nhật Bản đó là kimono. Ok. Nguyễn Du is considered a famous Vietnamese poetry, poet, poem. Thì câu này chúng ta nhớ cái nghĩa của một cái từ trong bốn cái từ này nha. Đó là gì? Poet. Poet có nghĩa là nhà thơ nhé. Đó. Đây là liên quan đến từ vựng thôi. Cái này, cái đề, cái số câu hỏi mà thầy đang ôn tập cho các bạn là cái dạng câu hỏi rất là dễ. There is a small bamboo at the entrance to the village. Câu số 25. Thì chúng ta dùng đáp án nào nhỉ? Ok, chúng ta dùng đáp án này nha. Forest. Có một cái bụi tre, một rừng tre đấy, đúng không? One day, the moon lasts 2 weeks. Một ngày ở trên mặt trăng thì bằng 2 tuần, kéo dài 2 tuần. Rồi. On the moon for 2 weeks. Ok. Number C. Rồi, bắt đầu từ câu 27 này. Rồi, các bạn đọc đề đi một chút nào. 27 này. When you are obese, you will be able to walk the world. À, khi bạn ở trên quỹ đạo thì bạn sẽ có thể đi đi bộ ở trên trên cái những cái bức tường, nghĩa là nó là tình trạng không trọng lượng đấy, đúng không? On in ok in và on ở trên ở trong quỹ đạo, trong cái quỹ đạo bay. The weather is nice. Shall we mountain this morning? Khi mà thời tiết tốt thì chúng tôi sẽ có thể leo núi vào buổi sáng nay. Thì động từ leo núi là động từ nào nhỉ? 28. 28 động từ leo núi là động từ climb. Câu 29, what do you think about his appearance? Cái này là một danh từ nha. Một danh từ. Các bạn để ý này, các bạn thấy là nó có một cái chút như này này, now này. Ở giữa này có một cái giới từ này. Thì đằng sau này cũng là danh từ luôn này. Hai danh từ đi với nhau nhé. Hai danh từ này. Đó. Ok. Thì chúng ta nhớ là cái đuôi sừng này là đuôi của danh từ này. Bộ sưu tập. Câu 30 nào. Some young people today have a very strange. À, cái này là một tính từ rồi này, thì cái này chỗ này phải điền vào đây là một danh từ nhé. Nouns. Thì chúng ta thấy cái từ appearance này là một danh từ này, ngoại hình đúng không? Ngày nay thì rất nhiều những thanh niên này có cái vẻ ngoại hình rất là lạ đúng không? The bike were painted red is mine. Đây
Cái phần về đại từ quan hệ nhá. Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ thì thầy có nói rồi. Khi chúng ta làm thì chúng ta để ý cái danh từ. Nếu danh từ này đây là danh từ chỉ đồ vật này thì chúng ta sẽ loại A này, B đúng không? Ở đây lại C bị loại, à, D bị loại luôn này. Vì ba cái này dùng cho danh từ chỉ con người là chủ yếu nhé. Cái này là ta dùng đáp án C, which. Is it the cake you like? Đây có phải là cái bánh mà bạn thích không? Đúng rồi, cũng tương tự như câu số 31 nha. The cake là cái bánh đúng không? Danh từ chỉ đồ vật. Thì chúng ta cũng dùng đại từ quan hệ which. Nào, câu số 33 nào. Huế will have a temperature. Huế thì thường có nhiệt độ từ và đúng không? Nghĩa là cái khoảng nhiệt độ bao nhiêu đấy, đúng không? Thì ở đây ta dùng cái từ between. Am preparing for the picnic. My friend tomorrow. Tôi đang chuẩn bị cho một cái chuyến đi dã ngoại với những người bạn của tôi vào ngày mai. Ok, number A, which. Her clothes look very modern and. Cái từ and thì nó bao giờ nó cũng nối hai từ đồng loại nhé. Từ and nối hai từ đồng loại. Đằng trước là tính từ rồi. Thì đằng sau này chắc chắn cũng phải là một một tính từ này. Đó. Thế thì bây giờ trong các từ này thì cái đuôi able là đuôi của tính từ này. Fashionable. Ok. Many designer took from Vietnamese ethnic minority. Nghĩa là nhiều những nhà thiết kế đó từ cái này là mẹ Việt Nam đi, Việt Nam ethnic minorities hay là dân người dân tộc thiểu số Việt Nam. Thì câu này câu 36 thì chúng ta dùng đáp án D nhé, inspiration có nghĩa là cái cảm hứng, inspiration cảm hứng, cái nguồn cảm hứng. Getting to the village is very. Rồi, ok. Cái này là một tính từ này, chúng ta cần phải điền vào đây là một tính từ này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái từ đáp án A và B bị loại nha. Cái hai cái này là danh từ này, số ít số nhiều này. Đây là thêm cái chữ S vào thôi. Cái này. Thì ở đây chúng ta nhớ là cái này chúng ta phải dùng đáp án D nhé. Interesting. Câu này là làng tôi nằm ở chân núi và bên cạnh một dòng sông. By the river. Bên cạnh dòng sông. Thì câu số 38. Câu số 38 chúng ta dùng đáp án push. Câu 39. What a thesis. Cái này chúng ta, đây là một câu cảm thán này. Chỗ này chúng ta cần phải điền vào đây là một tính từ nha. Từ. Thì chúng ta nhìn vào bốn cái từ giống nhau này, chúng ta nhận ra cái đuôi pro là đuôi của tính từ này. Này rất là dễ. Này thầy ôn tập rất nhanh. She said to me that she got the following day. Ok. Following đây. Đây là câu một câu tường thuật nha. Ok. Này nó. Cái đáp án D này bị loại này. Đáp án của nó là đáp án này nha. C nha. Bởi vì sau would thì người ta sử dụng động từ nguyên thể chứ người ta không sử dụng cái động từ đã chuyển như cái câu số câu D này nha. Để ý các bạn để ý. Read the book. Ok, the book này. Mà lại tìm một cái đại từ quan hệ này. He bought last night. Thì câu này chúng ta sử dụng đáp án nào? Rồi, câu này chúng ta dùng đáp án B nha. Which. He asked me where I the previous day. Câu này cũng là một cái câu ở dạng câu câu tường thuật đúng không?
Previous day là ngày trước đó. À, cái này các bạn sửa lại cho thầy cái này một chút này. Đấy. Đúng rồi, và cái đáp án của nó là đáp án này luôn. Câu 43. The teacher asked her why she the test. Câu này cũng là một cái câu ở dạng câu 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 hỏi này. À sorry, đúng rồi, chuyển câu tường thuật đấy, trực tiếp gián tiếp. Câu này chúng ta dùng đáp án A nhé, didn't do. Rồi, câu này này. He is thì chúng ta nhớ là cái thông thường là cái đuôi er này, này là cái đuôi của cái danh từ, thường là danh từ chỉ người nhé. Worker, teacher, vân vân đúng không? Thì câu này chúng ta dùng cái đáp án D. Examiner này là một giám thị hoặc là giám khảo. He has gone to China last week. Đây, nó có từ last week nha. Nếu bình thường thì nó không có cái từ gì đằng trước chỗ này nữa thì nó là quá khứ đơn, nhưng đây người ta dùng là has gone to, thì hiện tại thành, thì đây chúng ta phải dùng từ since. Oh sorry. She went out saying a word. Cô ấy đi ra ngoài mà không nói một lời nào, một từ nào. Ta dùng từ without. Lan is used to. Đây, cái chỗ này này, câu 47 này dừng lại một chút nha, thầy nói. Cái câu có hai cấu trúc used to nha. Chủ ngữ này cộng với used thì ở đây nó sẽ cộng với động từ. Cộng với một động từ nguyên thể nhé. Không không có thêm gì cả nhé. Nhưng mà gặp cái cấu trúc này này, be hoặc là get cộng với used thì ở đây chúng ta lại cộng với một động từ ở dạng verb in nhé. Như vậy thì nếu như các bạn nhớ hai cái cấu trúc này thì các bạn làm ngay được câu này đúng không? Đó. Vì đằng trước này chúng ta thấy có cái từ is này thì chắc chắn chỗ này chúng ta phải dùng verb in. Câu 48. Can you tell me how many chapters this book consists? Consists thì nó đi với giới từ gì nhỉ? Các bạn nào nhớ không nhỉ? Những cái động từ mà nó đi với giới từ đấy, đó, tạo thành phrase verb là các bạn phải lưu ý, các bạn nhớ cho thầy nhé. Những cái giới từ đi sau nó, ví dụ như là take care of này, look after này, vân vân. Thì cái từ consist này bao giờ nó đi với giới từ of, bao gồm gồm có. Này. The Malaysian unit currently is the ringgit, nghĩa là hệ thống đồng tiền tệ của Malaysia, người Malaysia này. Giờ là đồng ringgit đúng không? Câu 49. Đúng không? Hai danh từ mà. Danh từ thứ nhất, danh từ thứ hai này. Giữa hai danh từ thì chúng ta dùng giới từ up. My often go to pray. Pray là cầu nguyện. Because her The is Baptist. Thì đây chúng ta dùng từ gì nhỉ? Pagoda. Nhà thờ. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 50 cái câu ôn tập. Thì trong số 50 câu ôn tập này thì có những cái cấu trúc thì thầy đã nói lại cho các bạn rồi nhé. Thì các bạn về nhà các bạn cố gắng các bạn
xem lại cái clip này và các bạn ghi lại những cái cấu trúc mà chúng ta mà thầy vừa nhắc ở trên này để lưu ý này. Trong cái phần ôn tổng ôn này thì thầy sẽ ôn cho các bạn khoảng 1.000 câu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm đến câu số 50. Còn từ buổi sau có thời gian thì thầy sẽ làm khoảng 100 câu. Đấy, thì cho nó nhanh. Và sau cái phần ôn này thì chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta giải cái đề theo cái khung đề của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo cái form đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và cái form đề của năm nay thì giống form đề